kẻ thù cuối cùng cũng đã dần lộ diện. Art đã có hình dạng thực thể của hắn với chiếc Art Driver chuyển hóa hắn trở thành Art Zero, sức mạnh từ ác tâm xâm chiếm tất cả mọi thứ. Mặc dù đã hợp tác cùng Bowser đánh bại hắn một lần, nhưng đây vẫn là chưa đủ. Aruto đã bị Art Zero bán hành lên bờ xuống ruộng và gần như thập tử nhất sinh. Trong lúc này, Izu đã dần nhận ra điểm kỳ dị cũng như kết hợp cùng với Gia tạo ra một chiếc thắt lưng hoàn toàn mới Zero Two Driver thực chất vẫn là Zero One Driver nhưng được thêm một bộ phận mới với màu clear hoàn toàn và thay đổi biểu tượng hình tròn của Zero One Driver thành một mặt tam giác đè lên phần hình tròn của Zero One Driver cũ tạo nên chiếc Zero Two Driver cùng với đó là một chiếc Roraiki mang sức mạnh của Zia, Zero Two Roraiki khi kết hợp cả hai thứ đó vượt qua tất cả những tính toán vượt qua cả As sức mạnh của Zero Two Zero Two là đỉnh cao mà toàn bộ nhân loại hướng tới sự kết hợp hoàn hảo giữa Human Gear cũng như nhân loại là Final Form của Koro Zero One có thể nói là Form cũng như Rider mạnh nhất trong toàn bộ series Zero One trội hơn hoàn toàn những Form trước đó cũng như những Rider được tạo ra sau này hình dạng của Zero Two giống như Zero One nhưng với những đường nét cứng cáp và mạnh mẽ hơn cùng với đó sẽ có những chi tiết kim loại và những chi tiết màu đỏ trên khắp cơ thể biểu tượng hình tam giác trên phần ngực của anh ấy mạnh mẽ với những chỉ số vượt trội hơn Zero One hoàn toàn khả năng di chuyển anh ấy di chuyển nhanh tới mức nhiều người còn lầm tưởng khả năng của Zero Two là dịch chuyển tức thời nhưng không đó chỉ là gia tốc cực hạn khả năng mạnh mẽ nhất của Zero Two là tiên đoán khả năng những dự đoán của Ash có thể gọi là hoàn hảo nhưng trước Zero Two nó vẫn luôn luôn thua một bậc. Nói đơn giản Zero Two đọc Ash Zero như một cuốn sách. Tất cả những tính toán của hắn trước Zero Two đều là vô nghĩa. Cả hai không phải chỉ diễn tả bằng sức mạnh, nó giống như hai trí tuệ nhân tạo siêu phàm mà loài người đã từng tạo ra. Kẻ này luôn tính trước kẻ kia và người thua cuộc lần đó đáng tiếc lại là Ash Zero. Anh ấy chỉ thực sự gặp khó khăn với những rider khó chịu như sức mạnh từ Eden Hắn ta tái tạo liên tục bằng cơ thể nano Đoạn tất sát của Zero Two là Zero Two Big Ben Anh ấy di chuyển với tốc độ cực nhanh lao tới kẻ thù ra một cú đá khiến kẻ thù bay lên không trung ra hàng loạt đòn tấn công trên không trung khiến kẻ thù vô phương chống đỡ sau đó ra đòn cuối cùng tạo ra nguồn năng lượng bao quanh bản thân bằng màu, màu đỏ và xanh lục cú va chạm cực hạn này sẽ tạo ra nguồn năng lượng dưới chân của zero one cũng như kẻ xấu số để lại biểu tượng không hai xuất hiện sau khi kẻ địch bị tiêu diệt trước một vụ nổ khổng lồ được tạo ra từ cú đạn đặc kích này